em uống gì? Em uống... Lại trà sữa vị cam nha. Úi giời ơi, tình cảm quá nhở. Lại còn nhớ nhau uống trà sữa vị gì. Riêng con này phải order cho nó cốc trà xanh. Thư nhở. Chị em cái gì? Chị em mà mày cướp cả người yêu của tao à? Liên, em nói cái gì vậy? Còn cả anh nữa. Anh là đồ đàn ông vong ơn bội nghĩa. Tôi khổ cực vì anh bao nhiêu lâu, cuối cùng bây giờ để cho con này nó hưởng hết. Với anh, em đã không còn tồn tại một năm nay rồi. Anh nói thế là có ý gì? Tôi còn chưa nhận được một câu chia tay nào cơ mà. Liên, em nói như vậy em không thấy xấu hổ à? Xấu hổ? Bạn ơi, bạn cất tôi rất nhiều lần rồi. Số tiền rất là lớn, toàn của anh em thôi. Vậy ý bạn như nào? Tôi xa cơ nên tài sản không còn gì nữa. Bây giờ tôi chỉ còn cửa hàng. Nể tình làm ăn lâu dài với nhau, anh em thông cảm. Thu tạm về cho tôi, số còn lại bao nhiêu sau này làm ăn được tôi xin gửi anh em đủ. Được, chốt thôi đi bạn ơi. Anh em mình thu đồ về nhá. Alo, mẹ à, con về với mẹ bây giờ đây. Anh Ngọc anh vỡ nợ rồi. Không, tầm này còn cưới xin cái gì nữa. Cưới xin tầm này à, mẹ có 3 cái nhà bán đi chẳng đủ cho anh trả nợ đâu. Thôi thế nhớ, con về bây giờ đây. Sao? Trong những lúc anh khó khăn nhất, em rũ bỏ, em đi. Một năm nay chỉ có Thư, Thư mang lại động lực, lại hạnh phúc cho anh. Nên không có lý do gì anh không ở bên cô ấy. Mình đi thôi em, ở đây không vui nữa rồi.